với thông điệp mỗi giọt máu cho đi thêm mảnh đời ở lại. Vừa qua tại thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng đã phát động lễ hội Xuân Hồng năm 2016. Ngày hội đầy ý nghĩa nhân văn này đã thu hút hàng trăm người về tham dự. Đến với ngày hội Xuân Hồng, tất cả các cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đều tỏ rõ sự phấn khởi và hạnh phúc. Hạnh phúc vì họ đang thực hiện được mong muốn của mình là chia sẻ những giọt máu để cứu sống những bệnh nhân đang cần để giành lại sự sống. Qua đó thể hiện nghĩa tình và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Năm 2016, thì phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Lâm Đồng được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là sự phối hợp của mặt trận và các ban ngành đoàn thể. Thì Hội Chữ Thập Đỏ là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh đã triển khai tất cả các cái văn bản của Trung ương về cho các huyện, thành phố. Phải nói rằng là năm nay cái lễ hội Xuân Hồng được triển khai hết sức là bài bản và được cái sự đồng tình hưởng ứng của lãnh đạo các cấp, các ngành và đặc biệt là quần chúng nhân dân tham gia tích cực. Cũng trong những cái thời điểm Tết Nguyên đán của năm ngoái thì tình trạng thiếu máu đã xảy ra và chúng tôi đã huy động cái lực lượng hiến máu dự bị. Tuy nhiên năm nay thì nó phong trào rất là tốt. Mặc dù đã tiếp nhận một đợt hiến máu tại huyện Lâm Hà, chuyển máu về cho Trung ương, nhưng mà cái lượng máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị của tỉnh trong năm nay thì vẫn tiếp tục đảm bảo tốt và đầy đủ. Và ngày hôm nay thì tổ chức cái lễ phát động lễ hội Xuân Hồng với một cái khí thế và một cái lực lượng rất là hùng hậu như thế này, thì hy vọng rằng là cái chiến dịch lễ hội Xuân Hồng của năm 2016 sẽ đạt và vượt cái chỉ tiêu đề ra. Chú thì năm nay là đã 57 tuổi rồi, nhưng mà theo chú nghĩ thì máu mình thì vẫn còn tốt, mà sức khỏe mình cũng tốt, cho nên là mình sẽ cho đi những cái giọt máu này, nó sẽ không mất đâu cả. Có thể là đâu đó mình sẽ cứu được một mạng người. Mà chú nghĩ đơn giản thì mình phải biết cho đi thì tất nhiên mình sẽ được đón nhận. Đó là cái món quà thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Ai muốn biết sẻ chia thì điều đó là điều chú, cái động lực mà chú sẽ gọi là để hiến máu, để tặng cho. Và nếu còn có cơ hội, chú sẽ còn hiến mãi mãi. Bữa nay là cô đi hiến máu lần thứ 6. Thì nói chung là khi mà nghe tuyên truyền thì cô cũng có tinh thần tự nguyện, đó là để hiến máu là để cứu người. Số máu này của cô thì cô mong muốn là chia sẻ đến với những người mà gia đình khó khăn. Đó, rồi những cái hoàn cảnh mà người ta có thể không thể mua máu được để tiếp nhận cho người ta. Đó, thì cô cũng muốn chia sẻ cho những người khi gặp tai nạn. Lễ hội Xuân Hồng năm 2016 đã thu được hơn 360 đơn vị máu, vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động này đã góp phần giúp ngành y tế tỉnh nhà giải quyết được vấn đề khan hiếm máu điều trị vào dịp đầu năm mới. Rừng là lá phổi xanh của nhân loại. Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn xã hội và của mỗi một công dân. Vì một môi trường sống, hãy chung tay bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng bằng những hành động thiết thực nhất.